Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo xin chào cho anh em. Tôi Văn Tiến chào cho anh em. Tôi chào chào cho anh em. Tôi Vũ Bảy chào cho anh em. Tôi Trần Phú chào năm cho anh em. Ok các bạn ạ. Hôm nay thì mình lại tiếp tục quay trở lại với cả series gọi là ai nhanh tay thì còn nha các bạn nhá. Thì hôm nay ấy, mình sẽ cho anh em gọi là chơi thử thách ai nhanh tay thì còn được ăn bạch tuộc nha các bạn nhá. Anh em nào chậm tay thì gọi là loại luôn các bạn ạ. Thì mình đã giải thích ở video trước rồi, đó chính là anh em nào nhanh tay thì là sẽ còn, mà mình sẽ làm vừa đủ thôi, không làm nhiều quá như ngày xưa làm nhiều thì anh em được ăn thoải mái và không lo nghĩ gì các bạn ạ. Nhưng mà riêng cái series này ấy, là mình làm vừa đủ và anh em gọi là với số lượng ít ỏi để cho anh em thòm thèm và anh em phải nhanh tay thì anh em mới được ăn nha các bạn nha. Thì mình nói sơ qua về cái clip như vậy các bạn nha. Thì đây là những con bạch tuộc này các bạn này. Thì ở đây ấy là hiện tại là 3 cân bạch tuộc các bạn ạ. Nói chung là 3 cân chưa được 3 cân đâu. Nó gần 3 cân một xíu thì anh em mình vừa xả đông xong. Thì số bạch tuộc này ấy, thì hôm nay ấy, mình sẽ đem về mình gọi là xào cay lên các bạn ạ. Xào cay lên xong rồi để cho anh em chơi thử thách gọi là ai nhanh tay thì còn, mà anh em phải tung chai gọi là series thử thách ai nhanh tay thì còn được ăn một món gì đấy các bạn ạ. Chỗ bạch tuộc này ấy, thì nếu mà mình xào lên ấy, được bao nhiêu thì được nha các bạn nha. Đó thì để cho anh em cái cảm giác thòm thèm mà anh em phải quyết đấu để làm sao để giành được cái những cái miếng gọi là bạch tuộc thơm ngon để thưởng thức các bạn ạ. Đó thì mình nói sơ qua thế thì chắc là mình không phải nói những cái gọi là luật chơi của cái thử thách này các bạn ạ. Hôm nay ấy, không biết là thằng nào sẽ may mắn đây con ạ. Khi mà tí mình đem về xáo những con bạch tuộc này, mình nghĩ nó sẽ co lại, nó sẽ nhỏ nhỏ, không còn to như này nữa nha các bạn nha. Nên là ăn rất là nhanh, nên là anh em phải cần gọi là cực kỳ nhanh tay, chậm tay thì gọi là háo mồm không bữa ăn con ạ. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đem số bạch tuộc này về để mình xào cay về để cho anh em gọi là chơi thử thách ai nhanh tay thì còn được ăn bạch tuộc siêu cay nha các bạn nha. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh ủng hộ anh mình nhá. Bạch tuộc thì anh em mình đã xào cay xong rồi nha các bạn nha. Đây này các bạn này, thơm ngon luôn các bạn ạ. Nhìn rất là ngon này các bạn này. Sau khi mà xào xong là được một đĩa như này các bạn ạ. Và bây giờ sẽ bắt đầu gọi là thử thách, gọi là ai nhanh tay thì còn được ăn bạch tuộc nha các bạn nha. Nhìn không, nó ngon này các bạn này. Đó, xào cay lên này các bạn này. Đó, ướt này các kiểu luôn. Nó nói chung là chỗ này khi mà tính ra ấy, chắc là nó được đâu khoảng độ vài chục con, nhưng mà ví dụ mà mấy vòng mà bọn này tung chai không đứng được ấy, thì cái thằng mà đang được ấy, đang được ăn nhanh tay hơn mà được ăn ấy, thì có khi là mình nghĩ là phải đút được độ chục con vào miệng rồi các bạn ạ. Chỉ cần hai vòng mà bọn này không tung được, có khi là mình nghĩ là nó hết lửa cái đĩa này luôn nha các bạn nha. Đó thì bây giờ là Tiến sẽ bỏ đĩa xuống em ơi. Bỏ đĩa xuống rồi, đây là cái ghế ngai vàng nha các bạn nha. Nào thì bây giờ anh em sẽ quản tù tì để tìm ra thằng đứng đầu nào. 1, 2, 3. Rồi, đốt trời đứng bét luôn các bạn ạ. Đốt trời đứng cuối nha các bạn nha. Em đầu luôn. Rồi, vậy Mạnh đứng đầu luôn. Rồi, Tiến đứng thứ hai các bạn ạ. Đó, đây là cái ngai vàng này. Đấy. À, chưa, từ từ, thằng này vội đấy nhỉ. Thằng này vội các bạn ạ. Thằng này là mình chưa nói gọi là bắt đầu gì, nó đã chuẩn bị tư thế rồi. Nào, bốn ạ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bốn kia, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy các bạn ạ, bọn nó sẵn sàng hết rồi. Thì ngay bây giờ ấy, đây sẽ là thử thách ai nhanh tay thì còn được ăn bạch tuộc nha các bạn nha. Bạch tuộc xào cay, nếu mà thằng nào gọi là chậm tay thì sẽ không còn gì cả, phải há hốc mồm để nhìn gọi là những cái thằng gọi là nó nhanh tay hơn nó được ăn nha các bạn nha. Nào, phải lại một câu cuối, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, tất cả đã sẵn sàng rồi. Thử thách ai nhanh tay thì còn được ăn bạch tuộc xào cay. 3, 2, 1, bắt đầu. Tay. Phát đầu tiên của nó lên là nó rất từ từ các bạn ạ. Đấy. Được ăn luôn này. Rồi, đôi chân được ăn luôn rồi các bạn ạ. Rồi, tay rồi. Ui giời ơi, ngon luôn các bạn ạ. Đây là con này, đó, đĩa bạch tuộc này. Rồi, đuổi vào con ạ. Rồi, đến thằng Phú này con này. Ui, con này to thế, ui giời ơi. Rồi, đuổi luôn các bạn ạ, ăn được một con. Nó đang ui. Đấy, thằng nào thôi, thằng nào muốn được ăn nhiều là ăn chọn những con to đấy. Tiến này là bị loại rồi con ạ. Tiến tay đang bốc vào nhưng mà bị tạch rồi đấy. Phú vẫn đang ngồi ăn nha. Đấy đây, ba thằng này xem là thằng nào. Ôi, đôi trời định đuổi ông Phú các bạn ạ. Mình nhìn thấy đôi trời như là định đuổi ông Phú ra rồi.
Nhưng mà rất tiếc là chai nó không đứng nên là bây giờ lại phải chạy ra con ạ. Rồi đuổi luôn con ạ, đang cầm trên tay rồi. Úi giời ơi. Ui giời. Từ nãy giờ mình hình như mình thấy tiến với đôi chân chưa được miếng nào. Rồi đuổi. Rồi nhanh tay thì còn con ạ. Rồi lại đuổi rồi con ạ. Úi. Tiến chưa được phát nào à? Ừ, tiến chưa được phát nào con ạ. Rồi lại đuổi ông Phú rồi. Đấy, nói chung là cũng hết gần một lửa đĩa rồi con ạ. Dậy rồi, đuổi đuôi trà rồi. À, có đuổi mạnh rồi con ạ. Thôi, dậy. Nhanh chỉ còn. Rồi, tiến vừa lấy nó chưa được ăn nên bây giờ nó phải nhanh chóng các bạn ạ. Ngồi như sếp nè. Ngon đúng không? Ngon các bạn ạ. Rồi, đuổi luôn rồi. Rồi. Hình như là hôm nay là cái thử thách này hình như là mạch tuộc hơi dai một xíu nên là anh em phải nhai từ từ các bạn ạ. Chứ những món khác là cũng mình nghĩ là cũng hết rồi đấy con ạ. Đấy, mình thấy là hết lửa đĩa bạch tuộc xào cây rồi con ạ. Rồi, vẫn chưa thằng nào được con ạ. Ui à, ghen đi. Chậm, bọn kia chậm rồi. Rồi, đúng rồi. Tùng phát ăn luôn. Rồi. Rồi, sắp hết bạch tuộc rồi con ạ. Ba thằng công nhanh lên là hết này. Dậy. Thằng Mạnh định đuổi rồi. Đôi chân tự túc dậy luôn các bạn ạ. Rồi. Thằng Phú không kịp ăn rồi. Sắp hết rồi các bạn ạ. Chỉ còn đâu đó khoảng độ chục con nữa thôi. Rồi chạy tiếp các bạn ạ. Nhanh lên. Đôi trẻ gọi là quanh tay các bạn ạ. Rồi bây giờ Mạnh bay ra rồi. Ui, đôi trẻ vô hú. Đôi trẻ anh làm gì đây? Đôi trẻ nó đứng chay nhưng mà nó không phải các bạn ạ. Lẹ lên. Hết bạch tuộc đến nơi rồi các bạn ạ. Rồi xong hết rồi. Xong hết bạch tuộc rồi. Ui giỏi, lại rơi chay các bạn ạ. Toàn rồi. Đấy. Rồi, tạch tiếp. Mình đếm 2, 4, 6, 8, 9 con nữa các bạn ạ. 9 con bạch tuộc nữa thôi. Rồi, ui giời ơi. Đôi chà, tí định đuổi ra. Rồi, đuổi luôn các bạn ạ. Sắp hết rồi. Ôi, nó kịp đưa vào miệng nha các bạn ạ. Không là nó... Rồi, lại đuổi đôi chà luôn các bạn ạ. Đây các bạn này, còn đâu đó khoảng độ 5-6 con nữa. Rồi, thằng Phú nó thưởng thức gần hết rồi con ạ. Rồi. Úi giời. Lẹ lên, ta không được ăn. Úi giời. Tạch tiếp các bạn ạ. Rồi, đây còn 1, 2, 3, 4, 5 con bạch tuộc to nữa các bạn ạ. 5 con bạch tuộc to nữa. Đây là con này, bây giờ nó ăn đến mức mà nó chờ bọn này mà nó phải gác chân lên bàn này các bạn này. Rồi, này thì gác này con này. Hết gác nha con nha, thằng Mạnh hết gác rồi. Rồi lấy nhau gà ngay nhìn nè. Đây là còn 3 con nữa thôi. Rồi. Còn 2 con cuối cùng con ạ. Rồi, ui giời, tôi không được ăn con ạ. Rồi, ra đây con ạ. Được. Rồi. Còn một con cuối cùng, không nhanh là hết này con này. Rồi, em tiến nó đầy mồm nha con nha. Đây là một con này nó chưa cho vào được con ạ. Còn một con. Ăn tạm nghiện đây. Nồi nhét ghê đấy. Vậy là đã gọi là xong cái thử thách gọi là ai nhanh tay thì còn được ăn bạch tuộc các bạn ạ. Thực sự là mình
mình cố vũ anh em ở ngoài không mà cũng cảm thấy mệt, mà anh em phải chạy vừa ăn thì không biết là anh em thấy như nào con ạ. Đây con cuối cùng của Tiến con đang còn mồm này con này. Mới đầu mình thấy nó là kiểu rất là từ từ để kiểu đợi, kiểu như chờ anh em nào đứng chai phát là đút vào mồm luôn, nhưng mà sau đó là nó nghĩ là nó lại nhét cố vào mồm con ạ. Bây giờ không nói lên lời con ạ, mồm rất là phồng con này. Hôm nay anh em chơi thử thách gọi là ai nhanh tay nhất thì còn được ăn bạch tuộc, thì anh em thấy món này nó như nào? Em thấy ăn lỏi anh. Ăn lỏi đang mình được lửa bụng con ạ. Thế thằng nào cũng kêu là lo, thằng nào cũng kêu đã cái bụng, chứ thằng này kêu lửa bụng, chứ thằng này được đầy bụng hôm nay thì gọi là bao nhiêu bụng? Em 2/3 bụng mà. Đấy. 15 con. Thế thằng nào nó cũng nhận như thế thì gọi là thằng nào được ăn ít đây? Đáng nghe là 16 con quả là đang chờ ở nhà đấy là. Em được rồi, thế là Tiến là tổng là em vừa tính ra được bao con? 5 con. Ui giời, lo vừa ăn là vừa tính nữa các bạn ạ. Vậy là nó một mình nó được 15 con rồi, mà bọn này kêu là lo bụng với cả một lửa bụng thì không biết là như nào con ạ. Nhưng mà nói chung là cái thử thách này thì mình muốn là anh em gọi là vận động một chút các bạn ạ. Ngày xưa thì ăn nhiều quá các bạn ạ, bụng hình như là hơi mỡ này các bạn này. Bụng thằng này xong múi. Xong múi, ừ, một múi luôn các bạn ạ, một múi luôn thằng này. Rồi. Nói chung là để cho anh em vận động một xíu và trò chơi vui một xíu để anh em gọi là có động lực gọi là gọi là nhanh tay để được ăn nha. Trọng tay thì coi như là hôm ấy là anh em không được ăn cái gì ấy con ạ. Nhưng mà thật là may mắn là tất cả đều được trải nghiệm cái món bạch tuộc xào cay rồi. Thì cũng đã hoàn thành xong cái thử thách gọi là ai nhanh tay thì còn ăn bạch tuộc xào cay này rồi. Thì chắc là mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Anh em nào mà muốn anh em mình thực hiện series này ấy, thì anh em hãy để lại comment ở bên dưới video này để anh em mình thực hiện theo ý tưởng đó của mọi người nhá. Còn anh em mình gọi là đã hoàn thành thử thách xong rồi thì xin phép là dừng luôn clip. Anh em mà thấy clip này hay ấy, thì mọi người đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh đúng không mọi người nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này có nhiều người. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.